Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình là Túc đây. Nếu mọi người còn chưa đăng ký kênh của mình thì cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật những video, những cái dự án, những quả kèo mới nhất mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Ở cái video này thì mình cập nhật lại con Lula Classic, Lula của cũ ngày xưa anh em ạ. Thì mình để ý con này ấy, thì cách đây tầm 2 đến 3 ngày ấy, thì giá nó tăng cực kỳ là cao luôn anh em ạ. Đấy, mặc dù là thị trường là nó đều là đỏ rực nhưng mà riêng cái con này đấy, con này cái điểm mạnh của nó là đi ngược với lại thị trường đấy. Tuy Bitcoin hay là đồng BLB hay ETH các thứ là nó đi nó đỏ rực hết, nhưng riêng con này nó sẽ nên lại đi ngược lại đấy. Điểm mạnh con này, điểm hay con này là như thế, nó đi ngược lại với thị trường đỏ rực như anh em vừa thấy này. Sáng nay nó còn lên đến tận 70 đây, như anh em có thể thấy này, giá nó giá cao nhất trong 24 giờ này, lên tới 0,45 cơ, mà hiện tại bây giờ nó 0,0040 rồi ấy. Con này thì lắm anh em cũng khóc dở cũng cười dở, được chưa ấy. Như phần ví của mình đây, hiện tại là mình cũng nắm giữ cái con này là 759.000 cái token Luna này cơ. Mình mua đợt lọ, mình hau ấy, mình mua cái giá 15.000 đô đấy, nhưng mà bây giờ là nó còn 309 thôi, nhưng mà thôi. Mình thấy là nó tăng như vậy là mình cảm thấy là nó yên tâm rồi, và mình cũng cập nhật cho anh em nào mà đang hau cái đang ôm cái con Luna này thì anh em từ từ bán nha. Thì theo thông tin mình được biết ấy thì con này nó sẽ đốt cháy cái tổng cung của nó đấy. Đấy, nó đang họp các thứ là đốt cháy tổng cung của nó, thì anh em cứ chờ tầm cũng phải nó mất ít nó phải mất 1 đến 2 năm đấy để nó hội họp các thứ là đốt cháy. Nhưng mà theo mình được biết đấy, con này là con gọi là kinh khủng đấy, không phải đơn giản đâu, vì nó đã đi ngược với thị trường như vậy, mà thị trường nó đi màu đỏ mà con này nó đi màu xanh như vậy, nó không phải là cái con đơn giản đâu anh em ạ. Đấy, mình cái video này mình cập nhật với anh em này như thế. Còn anh em nào mà đang hiện tại đang có Lula C này, Lula Classic này, thì nhớ khi mà nó cao thì anh em mới xả nha anh em nha, chứ đừng anh em xả vội. Đấy, bọn nó chiến thuật của nó là mua vào, bọn nó cỡ là nhả ra một tí để bọn nó mua vào, để bọn nó đốt cháy cái tổng cung của nó đây, nên là anh em chú ý cho mình nha. Video này để khuyên anh em như thế thôi. Còn thực ra ấy, mà nói ấy, thì thị trường thì phải anh em đã vào cái thị trường này chấp nhận cái sự rủi ro như của mình đây, 15.000 đô đấy, mà hiện tại bây giờ còn 300 linh, mới hôm qua 70 đô ấy. Hôm qua giá hôm qua mình được 700 bao nhiêu, hôm qua hôm kia ấy mình để ý là mình được 70 đô ấy, cách đây 3 4 hôm được 70 đô, mà bây giờ nó vọt lên 309 đô cũng là một cái kỳ suất đấy. Lắm anh em hỏi mình nhá, mà con này nó có thể lên được 1 đô, con này nếu mà nhưng mà nếu mình theo dõi như vậy có khả năng con này lên 1 đô được. Nếu mà nó đốt cháy tổng cung của nó có khả năng cao là lên 1 đô, là khả năng cao nếu mà nó đốt, vì cái tốc độ nó lên anh em không để ý kỹ đâu. Mình 3 hôm nay mình để ý thực sự là con này nó lên khá kinh khủng luôn đấy, chưa có thể lại con nào mà đi ngược thị trường như vậy đấy, chưa nó lên 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 rất là rầm rộ luôn đấy, tăng giá giảm giá giảm giá. Bây giờ thì có biết rồi đấy, biết này đang sệt này, nói chung là nhiều con giảm giá, nhưng mà mình thấy con này là ok đấy anh em đừng bán vội nha. Mình cũng chưa chưa nên bán, để như anh em mình thấy này, khi nào mà giá cao mình sẽ cầm chặt cho anh em thêm. Thì con này nó cực kỳ là kinh khủng. Lúc mình nhớ cái thời mà mấy tên kia bỏ 10 bỏ, bỏ, bỏ 10 đô nào mà lấy lại 2.000 3.000 cũng phải kinh khủng lắm. Ok, video này mình cập nhật anh em với con Luna Classic, Luna cũ ấy, ngày xưa ấy, thì là hiện tại là giá đang cao căng. Thì anh em không nhớ để, thì con này nó còn lên đấy, nó không phải nó xuống đâu. Thì anh em nhớ để khi mà nó cao tới thời điểm thì anh em có thể bán, được chưa? Còn con Luna mới này thì nó cũng lên, nhưng mà nó lên một cái tỷ giá là cũng gọi là ít thôi, nhưng mà con Classic này lên ác quá. Video này mình cập nhật anh em như thế thôi nhá. Anh em quý mình thì có thể cho mình một nút like, một nút đăng ký để cập nhật những video, những cái dự án mới nhất mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Ok, kết thúc video, chào mọi người nhá.